trở lại thì thường nãy giới thiệu cho cô chú và anh chị một căn nhà một trệt một lầu nằm gần khu vực chợ Bình Chánh hơn quý cô chú và anh chị. Căn nhà của mình ngày hôm nay thì nằm trong khu dân cư ở hiện hữu ha. Đường xá rất là rộng rãi nè, ô tô xe tải mình di chuyển thoải mái. Trước nhà mình là có vỉa hè, công thoát nước, điện đường, camera đầy đủ luôn. Và khu dân cư của mình thì ở đây không quá đông đúc để cho cô chú và anh chị có không gian nghỉ ngơi, cũng như là không quá vắng để cho cô chú và anh chị mình cảm thấy buồn đâu. Hầu như thì ở đây là đã về ở khoảng là 70-80% rồi hầu quý cô chú và anh chị. Và căn nhà ngày hôm nay của mình có diện tích là ngang 4,5m, dài cho 19m, thiết kế một trệt một lầu, công năng sử dụng là 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Và đặc biệt căn nhà của mình là căn 2 mặt tiền ha, mặt tiền trước và mặt tiền sau. Và pháp lý căn nhà của mình là sổ hồng riêng, đất thổ cư và đã hoàn công rồi ha cô chú và anh chị. Thì ở khu vực Long An hoàn công là không bắt buộc ha cô chú và anh chị. Nhưng căn nhà ngày hôm nay thì lúc trước là gia chủ mua nhưng về rất là tỉ mỉ ha, cũng như là kỹ tính thì đã hoàn công sẵn cho mình rồi. Nên là cô chú và anh chị mình về thì đỡ một phần chi phí mình tự làm ha quý cô chú và anh chị. Nhà mình thì sổ hồng riêng nè, có hỗ trợ vay ngân hàng. Đường xá trước nhà của mình hoặc là sau nhà của mình là hai mặt tiền thì đã được hiển thị trên sổ rất là đầy đủ, nên là có giá trị về mặt pháp lý của ngân hàng ha quý cô chú và anh chị, rất là có giá trị luôn. Và căn nhà ngày hôm nay thì nằm phía bên đây ha quý cô chú và anh chị là một căn nhà thuộc hướng đông nè, một trệt một lầu ha. Dạ thì căn nhà này là lúc trước là gia chủ có về ở rồi, nhưng mà hiện tại là đã chuyển đi rồi ha quý cô chú và anh chị. Nên là còn một số vật dụng như cũng như là đồ đạc thì còn để lại. Nhưng mà khi bạn giao nhà cho cô chú và anh chị sẽ là một căn nhà trống sạch sẽ để cho cô chú và anh chị mình mua là có thể dọn đồ vào ngay ha. Dạ thì vị trí căn nhà của mình là nằm trong khu dân cư nè. Vị trí chính xác căn nhà của mình là thuộc xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An ha quý cô chú và anh chị. Nhà mình thì đã có số nhà rồi nè, 103 ha. Ấp Phước Vĩnh, Long Trạch, Cần Đước, Long An nè. Cái diện tích là ngang 4,5m, dài cho 19m thì có thiết kế cho mình một cái khoảng sân trước rất là rộng rãi ha. Nhà mình thì được xây dựng cao hơn mặt đường nè. Phía trước là có vỉa hè để cho cô chú và anh chị mình về thì có thể thỏa thích mình trồng cây ha, giống như những nhà hàng xóm xung quanh nè. Mình có thể đậu để những chậu cây, chậu kiểng nè. Nhà có ô tô thì cô chú và anh chị mình cũng có thể đậu trước cửa nhà luôn ha, vì đường xá nhà mình thì rất là rộng rãi nè. Và đặc biệt là căn nhà của mình là không có bị đối đầu nữa ha, rất là thoáng luôn, không có bị ngợp bị bí đâu, cô chú và anh chị mình cứ yên tâm. Cái khoảng sân trước của mình thì rộng rãi, mình có thể đậu ô tô luôn. Còn nếu không đậu ô tô thì cô chú và anh chị mình có thể thiết kế để mình trồng cây, trồng kiểng nè. Bên trên thì mình có thể thiết kế thêm một cái mái che ha. Bên ngoài thì có lớp hàng rào sắt, cửa sắt bảo vệ cho mình nè. Có những trụ cột kiên cố, hai bên thì được xây vách tường cao lên tới gần 2m nè. Rào kính cổng cao tường hết rồi. Mặt dựng của mình cũng ốp lát sạch sẽ nè. Căn nhà của mình với pháp lý là sổ hồng riêng thì sử dụng điện nước riêng ha. Điện nước chính thức xài bao nhiêu thì mình thanh toán bấy nhiêu thôi. Và đây là khoảng không gian bên trong căn nhà, khoảng không gian phòng khách vô cùng rộng rãi luôn. Cô chú và anh chị mình thấy những vật dụng để còn rất là nhiều, nên là nhiều khi cái ánh nhìn mình đập vào thì mình thấy nó hơi chật. Nhưng mà thật sự căn nhà của mình ngang tới 4,5m lận, nên là cô chú và anh chị mình cứ yên tâm, mình về thì thiết kế được nhiều nội thất ha. Dạ thì với căn nhà này, những nội thất còn mới như là bộ ghế sofa nè, cũng như là bên trên thì còn một số nội thất rất là mới, gia chủ sẽ tặng lại cho cô chú và anh chị. Còn nếu cô chú và anh chị mình không cần thì gia chủ sẽ dọn đi tất cả ha, bàn giao cho cô chú và anh chị mình một căn nhà rất là sạch sẽ cũng như là gọn gàng ha, để khi mình mua là có thể dọn đồ vào ở ngay luôn. Căn nhà này thì em thường thấy là hầu như gạch tường được ốp từ trên mí trên xuống tới phía sau luôn, không biết cô chú và anh chị, xuống tới cái mặt tiền ở phía sau luôn. Nên là về đây mình dọn vệ sinh lau chùi cũng đỡ cực nè. Trần nhà thì được dựng hợp rất là cao, khoảng tầm là 4m ha, rất là thoáng mà không có bị ngợp đâu cô chú và anh chị mình cứ. Dưới chân cầu thang của mình thì còn khoảng trống nè, mình về thì có thể thiết kế thêm một cái kệ tủ âm không biết cô chú và anh chị, hoặc là một cái máy massage, một cái võng để mình nghỉ ngơi thư giãn nè. Cầu thang thì được đặt nằm chính giữa nhà, và căn nhà của mình với chiều dài là 19m thì có không gian phòng ngủ tiện ích ở dưới tầng trệt luôn ha. Một cái không gian phòng ngủ cũng khá là rộng rãi và thoáng nè, dành cho ông bà cô chú lớn tuổi nè, mình đỡ phải di chuyển lên bên trên ha. Những cái nội thất mới chẳng hạn như là tủ nè, ghế sofa thì gia chủ sẽ tặng cho cô chú và anh chị, còn những nội thất cũ không xài được thì gia chủ sẽ đem đi ha. Không gian phòng bếp ha, mình có thể đặt vừa một bộ bàn ăn nè ha. Bên đây thì có kệ tủ bếp dưới rồi, về thì có thể đóng thêm cái kệ tủ bếp trên ha. Nhà vệ sinh thì đặt nằm kế bên, một cái khoảng không gian cũng như là diện tích rộng rãi để mình thoải mái sinh hoạt của các thành viên. Căn nhà mình với công năng sử dụng là tới 4 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, rất thích hợp cho gia đình mình ở đông thành viên cũng như là nhiều thế hệ ha quý cô chú và anh chị. Và một điểm mà em thích nhất của căn nhà này đó là mặt tiền phía sau ha quý cô chú và anh chị. Nhà mình đã có mặt tiền trước rồi, đường nhựa 6m ha,
phía sau nhà mình còn một khu dân cư cũng như là nhà dân ở hiện hữu từ trước tới giờ ha quý cô chú và anh chị. Cô chú và anh chị mình thấy đường xá cũng rộng rãi ha, rất là thoáng luôn. Ban ngày cô chú và anh chị mình có thể mở kéo cửa ra để mình lấy thoáng lấy gió ha. Gia chủ cũng đã trang bị sẵn cho mình tới hai lớp cửa luôn nè, có một lớp cửa lùa, một lớp cửa sắt bên trong nữa ha. Khu dân cư của mình thì ở hầu như là đông đúc sát hết rồi quý cô chú và anh chị. Về đây mình không có sợ vắng nè, mà tiện ích xung quanh thì cách đây bán quýnh khoảng tầm là 500m đến 1 cây số là đã có chợ rồi, có trường học các cấp nè, Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động ha. Nói chung là tiện ích cô chú và anh chị mình sinh hoạt trên khu vực trung tâm thành phố như thế nào thì khi xuống khu vực này cũng giống như vậy ha. Và từ vị trí căn nhà này cô chú và anh chị mình kết nối ra khu công nghiệp Hồ Tràm là đúng 1 cây số, và từ đó kết nối về chợ Bình Chánh, Đinh Đức Thiện là mất tầm khoảng 5 cây số nữa, tổng cộng là 6 cây số, di chuyển khoảng tầm là 10 đến 15 phút nữa ha. Còn từ đây mà di chuyển về các quận Bình Tân, Tân Phú, quận 5, quận 7 thì mất đâu đó khoảng tầm là 25 đến 30 phút thôi quý cô chú và anh chị. Dạ căn nhà nào thì em thường cũng chia sẻ vị trí chính xác cũng như là giá của căn nhà ha. Với căn nhà này thì hiện tại gia chủ cần tiền cũng như là không có nhu cầu ở, để nhà lâu quá thì xuống cấp cũng như là không có tới lưu chăm sóc, thì hiện tại gia chủ muốn bán căn nhà này cho cô chú và anh chị nào có nhu cầu với mức giá là 1.650.000.000, giá thật không phát sinh, còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Lúc trước thì gia chủ mua với mức giá là gần 1.8 tỷ, nhưng ngày hôm nay hạ giá và để cho cô chú và anh chị với mức giá rất là hời ha. Và đặc biệt là còn thương lượng nữa, nhà mình pháp lý sổ hồng riêng, đất thổ cư, hai mặt tiền và đã hoàn công rồi ha cô chú và anh chị. Nên là cô chú và anh chị mình về thì đỡ rất là nhiều khoản chi phí nè. Và bây giờ thì em thường sẽ di chuyển lên khoảng không gian ở bên trên tầng lầu để cho cô chú và anh chị mình chỉ quan sát công năng sử dụng của căn nhà này. Dạ thì em thường đã di chuyển lên tới khoảng không gian bên trên tầng lầu rồi. Bên trên tầng lầu có tổng cộng là 3 căn phòng ngủ ha. Đây là căn phòng đầu tiên nè. Diện tích rộng rãi, để giường, để niệm, thể kệ tủ quần áo ha, để một số trang thiết bị nội thất nè, cũng được ốp gạch tường lên khá cao. Các bóng đèn, ổ điện, đường dây chợ, máy lạnh cũng được chờ sẵn ha. Và căn phòng kế bên thì thiết kế cũng giống như nhau, nhưng mà có lợi thế hơn là mình có một cái cửa sổ thôi của chú và chị, để mình có thể mở ra nè, lấy gió ha. Ban ngày thì không còn phải sử dụng thêm quạt hay là máy lạnh. Căn phòng này thì có vẻ diện tích nhỉnh hơn một xíu thôi quý cô chú và anh chị, rất thích hợp cho gia đình mình có thể ở từ hai thành viên với căn phòng này ha. Và nhà vệ sinh thì đặt bên ngoài để cho mình sử dụng chung. Trang thiết bị nội thất cơ bản thì đã có khá là đầy đủ rồi. Em thường thấy căn nhà này gia chủ rất là tỉ mỉ ha, dán gạch từ dưới lên trên luôn, cao lên tới 1m4 thôi cô chú và anh chị. Về mà dọn vệ sinh lau chùi đỡ cực rất là nhiều nè. Và đây là căn phòng cuối cùng. Căn phòng này thì cô chú và anh chị mình có thể để là phòng thờ hoặc là phòng ngủ tùy thuộc theo nhu cầu của gia đình mình cần sử dụng ha. Căn phòng này thì diện tích rộng rãi nhất luôn, nên là một cái vị trí thoáng ha quý cô chú và anh chị. Và có một cái ban công nữa, nhưng mà hiện tại là gia chủ đã khóa cửa rồi, em thương không có mở được. Nhưng mà khi cô chú và anh chị mình xuống thêm nhà thì em sẽ cố gắng liên hệ để lấy chìa khóa mở cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Trần nhà của mình thì toàn bộ đã được đóng hoa phong rồi, trực hợp làm trật rất là cao ha, không có bị ngợp đâu. Nhà mình có ông bà lớn tuổi về nghỉ ngơi thư giãn thì quá là hợp lý rồi. Nhà mình hai mặt tiền rất là thoáng luôn. Dạ thì những chi tiết của căn nhà này em thương đã chia sẻ rồi. Một căn nhà hai mặt tiền trước đường nhựa 6m, mặt tiền phía sau đường bê tông 4m, rộng rãi sạch sẽ, pháp lý nhà hoàn công, một pháp lý đầy đủ chỉnh chu hơn với cô chú và anh chị. Với mức giá là 1.650.000.000, giá thật không phát sinh, còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Cô chú và anh chị quan tâm thì nhấc máy và gọi liền cho em theo số điện thoại là 0935 383 449 để mình xuống xem nhà nè, mình gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng lại một cái mức giá tốt hơn ha quý cô chú và anh chị. Ở khu vực này thì hầu như căn nhà của mình là một căn nhà rẻ nhất rồi, cũng như là cái pháp lý đầy đủ rõ ràng ha quý cô chú và anh chị. Dạ thì cuối cùng em xin chúc cho tất cả cô chú và anh chị mình sẽ sớm tìm được căn nhà ưng ý và phù hợp. Hẹn gặp lại cả quý cô chú và anh chị trên video tiếp theo.